Rồi vị này hỏi tiếp theo, vị này hỏi: Sư xin thưa là đừng có bao giờ nghĩ là câu hỏi của chúng ta là một cái câu hỏi gì nó thấp hay nó ngớ ngẩn ngoài, hay là chúng ta một cái câu hỏi mà không nên hỏi nha. Quý vị cứ hỏi, tại vì có những khi đó chúng ta nghĩ đó là một cái câu hỏi nhỏ nó không cần thiết, nhưng có khi nhiều người họ cũng cần phải biết những cái vấn đề như vậy ha. Thì vị này hỏi đó là ngồi thiền bằng mũi hay bằng miệng? Thì sư xin thưa, lúc nào mà quý vị thở bình thường thì quý vị thở bằng mũi, còn lúc nào mà quý vị nghẹt mũi thì quý vị thở bằng miệng. Đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên á, đương nhiên là quý vị sẽ không có hài lòng với câu hỏi này. Quý vị nghĩ là sư đang giỡn chơi, xin thưa không phải. Cái vấn đề là cái đề mục quý vị theo dõi nó là cái gì. Nếu quý vị theo dõi hơi thở đó, thì cái lúc mà quý vị nghẹt mũi đó, mà quý vị thực hành cái thiền chỉ đó, thì có lẽ là khi đó quý vị đổi đề mục hoặc quý vị là không có theo dõi đó. Còn bình thường á, nếu như mà chúng ta thở thì đương nhiên chúng ta thở bằng mũi, không ai có rảnh rỗi mà thở bằng miệng. Tại vì thở bằng miệng á, thì một hồi nó sẽ bị khô cổ. Nhưng mà những khi mà chúng ta bị nghẹt mũi thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải thở bằng miệng thôi. Còn bình thường nếu như mà cái mũi chúng ta không vấn đề gì thì chúng ta thở bằng mũi ha.